Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và chào mừng quý khán thính giả đã trở lại với chương trình VNTV Beauty Show. Ông bà ta thường có câu nhất dáng nhì da, làn da rất là quan trọng với người phụ nữ của chúng ta, cho nên chúng ta nên bảo quản làn da, giữ gìn từ hồi lúc còn bé chứ không phải để đến lúc già, lão hóa rồi mới giữ gìn, lúc đó đã quá trẻ rồi. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại skincare khác nhau, từ mắc tiền đến rẻ tiền, nhưng mà quý vị sẽ không biết được là loại nào sẽ tốt hoặc là thích hợp với làn da của chúng ta. Hôm nay Phương Quỳnh rất hân hạnh được ngồi kế Mandy và Mandy sẽ giới thiệu về một loại skincare mà cô đang làm cho. Chào Mandy. Chào Phương Quỳnh. Dạ, xin chào quý vị và các bạn của đài VNTV. Dạ, hôm nay Mandy sẽ giới thiệu cái phần thương hiệu Clay Depot Beauty, có nghĩa là chìa khóa của vẻ đẹp. Và đây là cái thương hiệu lớn của Shiseido mà họ đã sáng tạo từ năm 1982. Họ làm cái thương hiệu này để mà cho cái phần cao cấp hơn và cộng thêm cái phần khoa học nữa, cho nên là khi mà mình dùng Shiseido thì mình đã quen rồi mà mình không có biết đến cái thương hiệu này. Thì hôm nay Mandy sẽ giới thiệu cái phần thương hiệu này nó như thế nào và nó hữu dụng như thế nào cho cái làn da của chị em phụ nữ chúng ta nhé. Rồi, Mandy có thể giới thiệu được là ở trên đây mình có những cái sản phẩm nào không? Thì đầu tiên á, là mình phải, nếu mà mình có mang make up á, thì mình phải lau đi make up hết, hoàn toàn. Thì chỉ có buổi tối thôi, thì mình phải rửa mặt cho nó thật sạch và lau make up cho nó thật sạch. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái chai mà rửa mặt. Thì cái phần rửa mặt á, nó sẽ giúp cho cái da của mình á, nó loại bỏ đi những chất bẩn và những chất giống như là bám lên mặt á, thì da mặt của mình nó sẽ thoáng hơn, thoải mái hơn, thì cái da nó sẽ không có bị mà nổi mụn hoặc là nó bị khô đi hoặc là nó bị lão quá nhanh. Mandy, hồi nãy Mandy có nói là cái bước đầu tiên là mình phải tẩy trang trước, là thường mình xài những cái make up wipes đúng không? Xong rồi mình phải xài cái này. Phương Quỳnh biết là có nhiều người giống như là đến buổi tối là mệt quá rồi là mình chỉ cần cái wipe là mình đi ngủ được. Giống như quý vị thấy là Mandy nói là nếu mà mình không rửa lại đó thì những cái make up vẫn còn ở dưới da thì sẽ dễ gây nổi mụn, là tại vì những cái chất bẩn nó vẫn còn ở dưới da đúng không? Đúng rồi. Mà cái bước cleanser này á, thì thường á, là mình có phải xài cái gì không, hay là mình chỉ cần xài tay xoa lên là nó đã sạch rồi? Cleanser của Clay Depot á, thì nó là giúp cho cái da của mình tẩy đi chất bẩn, thì mình chỉ cần dùng một ít thôi, giống như là một cái phần nhỏ xíu và mình dùng với nước, mình tạo cho nó lên bọt và sau đó mình rửa mặt, mình để thoa và massage đều lên trên mặt rồi sau đó mình rửa lại với nước, thì nó sẽ giúp cho tẩy đi những cái giống như là oil trên cái mặt của mình nha. Rồi sau cái bước tẩy trang với cleanser rồi là cái bước kế tiếp là bước gì ạ? Bước kế tiếp á, nó không có phải là mình không có phải là không cần thiết, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nó giúp cho cái làn da của mình á, là nó giữ ẩm hơn và nó thấm vào cái da, thì nó sẽ lấy những cái mỹ phẩm kế tiếp để cho vào thêm và nó hữu hiệu hơn. Thì đó là thường á, là những cái hiệu khác họ sẽ gọi là toner, nhưng mà của Clay Depot á, thì cái này á, nó cũng vẫn là động tác thứ nhì, nhưng mà mình không có phải là toner mà nó là soften lotion, tại vì nó rất là mịn và nó giống như là tương tự như là serum vậy đó. Thì cái phần nước này á, mình sẽ dùng với lại bông gòn của Clay Depot luôn, đặc biệt nhất là bông gòn của Clay Depot, thì nó giúp cho cái da của mình nó thấm vào và nó giữ ẩm. Thì cái chai này á, là những ai mà có da mặt dầu giống như là Mandy vậy, Mandy dùng cái này thì nó giúp cho điều hòa cái da của mình, nó không có tạo thêm dầu nha. Tại vì thường những cái hiệu khác, cái toner là để cân bằng cái độ pH đúng không? Đúng rồi. Thì cái này, cái lotion thì nó cũng là
một dạng giống như vậy, nhưng mà nó chỉ là cái dạng khác với lại những cái công thức khác thôi đúng Dạ. không? Việt Nam mình thì gọi nước là nước Nước hoa hoa hồng. hồng. Dạ. Có nhiều dạng nước hoa hồng lắm, nhưng mà cũng người ta gọi là toner thì nó có cái độ cồn rất là mạnh thì nó sẽ làm khô cái da của mình. Còn cái này á, là mình bỏ lên nó điều hòa lại cái da của mình mà không có làm cho cái da mình bị khô. Rồi sau cái bước này là bước kế tiếp là bước gì? Bước kế tiếp, nếu như mà mình chỉ cần có đơn giản thôi á, thì mình chỉ là bỏ cái toner lên, sau đó là mình đi thẳng vào cái moisturizer, nhưng mà cái đó là nó kem dưỡng ẩm, thì cái đó là bằng đơn giản là nó chỉ cho giúp cho da của mình để giữ ẩm thôi. Nhưng mà nếu như da của mình bị quá khô, lão hóa, hoặc là da của mình nó bị nhăn xệ, hoặc là nó bị thiếu đi chất collagen, là chất Đàn hồi ở trong đàn da. hồi của da, thì mình cần phải có serum để cho nó hỗ trợ cho cái da của mình nó thêm căng và nó thêm chắc và nó săn lên, thì đó là serum. Thì serum mình có thể bỏ lên hàng ngày, mỗi ngày, và buổi sáng và buổi tối. Chỉ cần là hai pump thôi là mình dùng đủ rồi. Với những người có cái da dầu á, thì mình có nên xài serum mà xài 2 lần một ngày không, hay là người ta nên da giảm lại? Da dầu thì tùy theo độ là trẻ hay là người ngoài 40 hoặc trên 50. Thì nếu như mà từ 40 trở lên á, thì mình có thể dùng á, là 2 buổi, buổi sáng và buổi tối. Nhưng mà nếu mà mình trẻ đó, như của Mandy á, thì Mandy xài chỉ ở buổi tối thôi. Tại vì mình có da dầu thì ban ngày nó produce more dầu hơn, thì cho nên mình chỉ dùng là ban đêm để giúp cho nó hỗ trợ cho cái sự đàn hồi á, nó vẫn giữ ở đó mà nó không có bị mất đi. Và Mandy muốn nói về cái phần này á, là họ phải mất đi rất là nhiều năm, ví dụ như là hơn 11 năm để tạo ra cái sản phẩm này, và nó có cái độ giúp cho cái da của mình nó săn chắc, và nó giúp cho cái sự đàn hồi á, là nó nâng cái da của mình nó không có bị xệ xuống. Nó gọi là 4D boosting technology. Và quý vị thấy là cái hãng này không những là xài skincare được mà còn một dạng treatment luôn đúng không? Có Đúng thể rồi. giúp cho da chúng ta săn chắc hơn và nâng hơn. Rồi cái bước kế tiếp là bước gì vậy? Bước kế tiếp thì mình có thể là đi thẳng vào, nếu mà ban ngày á, thì mình dùng cái loại bình thường của chăm sóc da thôi, là cái loại giữ ẩm. Mình tùy theo, nhiều người họ chỉ thích là cái kem dưỡng ẩm á, là nó rất là nhẹ, như là loại nước này thì nó rất là nhẹ. Ví dụ như tôi trẻ tới mình á, thì mình chỉ thích là nó nhẹ thôi, thì mình có thể dùng cái chai này. Còn như là những cái người mà ngoài 40 hoặc là 50, thì bởi vì cái da nó bị khô thì mình phải dùng là cái kem. Thì cái kem á, là nó cũng như là dạng như vậy, nhưng mà nó đặc hơn. Cái feeling á, cái cảm giác của nó đặc hơn, thì nó giúp cho giữ ẩm nó lâu hơn. Và sau đó mình ban đêm thì mình dùng cái loại chai kem này, thì nó cái phần nó đặc hơn, mà nó ban ngày thì mình không có phải dùng gì nhiều hết, cho nên nó là phần của ở đây á, nó làm những cái động tác là nó giúp cho nâng da, căng da, và nó giúp cho cái da của mình nó sáng hơn nữa. Bởi vì trong đây á, là nó có, ngoài trừ ra là cái key ingredients của nó là trân châu, thì nó giúp cho mịn da, và nó có nó gọi là cái gì, lụa vàng, là Golden Silk. Golden Silk accent á, là cũng cái hãng của Cradle Pole đã đầu tư ở bên Thái Lan, là cái feel của họ là ở bên Thái Lan, cho nên họ phải lấy cái mà nó chất lượng nhất, thì nó gọi là Golden Silk, là nó là loại lụa vàng, nó rất là hữu hiệu cho da, và nó làm cho da mình nó thêm sáng và mượt mà hơn. Và sau đó là cộng thêm 50 cái loại
Nói chung là cái truyền thống mà những cái herbs mà truyền thống mà họ đã hợp tác với nhau để giúp cho cái làn da của mình nó được hỗn hợp là mình cần phải có săn chắc, mình cần phải có sự đàn hồi nó giúp cho da của mình nó thêm là nó nói chung là plump á, và nó giúp cho sáng cái da của mình lên. Thì cái phần này ban đêm nó làm tất cả hết, ban ngày mình chỉ dùng cái đơn giản như vậy thôi. Rồi ngoài cái bước đó ra thì còn bước nào nữa không anh? Và sau đó đó là mình phải cần, tại vì mắt của mình á là hay cười, và khi mà mình cười á thì cái nó sẽ làm cái động tác là nó nhăn lên, hoặc là mình ngủ á là thường á là các bạn và quý vị cũng để ý là mình ngủ một bên á thì nó sẽ đẩy cái phần má của mình lên, thì nó làm nhăn đi cái phần mắt của mình. Thì những động tác đó nó làm sẽ làm cái mắt mình nhăn, không phải là mình do lão quá mà mình bị nhăn, mà tại vì thường ngày cái động tác mình làm, mình cười nhiều hoặc là mình nhăn nheo nhiều thì nó sẽ bị nhăn. Thì cái này á mình cần phải dùng cái kem dưỡng mắt. Thì kem dưỡng mắt này á là nó giúp cho cái mắt của mình, nó vừa mắt bị sưng, nó trị cho mắt bị thâm đen và nó trị cho mắt bị nhăn. Dạ. Mà thường Phương Quỳnh có nghe nói là mỗi lần mà mình xài kem dưỡng mắt là mình xài cái ngón tay áp út để vỗ lên mắt đúng không? Cái ngón tay mà nó ring finger, cái ngón tay mà mình đeo nhẫn á, thì mình khi mà mình lấy ra á, là như là cái hạt đậu xanh vậy đó. Sau đó đó mình tán nhẹ nó ra và mình sẽ bỏ lên cái mắt trước, rồi xong rồi á, mình giống như massage nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có làm động tác mạnh, tại vì mắt của mình nó rất là nhạy cảm, cho nên mình chỉ cần nó, giờ mình sẽ nhắm mắt lại và mình đi vuốt vòng tròn. Những cái động tác này nó rất là quan trọng khi mà mình bỏ những cái mỹ phẩm lên, những cái chăm sóc da, thì mình cần phải có massage cái da, thì nó giúp cho cái máu của mình nó điều hòa hơn và nó warm up cái máu của mình á, thì nó sẽ thấm vào cái da nó nhanh hơn. Rồi sau những cái bước này mà nếu mà với buổi sáng là chúng ta có thể bắt đầu apply makeup lên đúng không? Hay Đúng là rồi. còn cái bước nào nữa không? Cái bước rất là quan trọng đó là cái sunscreen, là kem chống nắng, thì mình cũng cần phải có, tại vì Cali của mình á là chỉ có nắng thôi chứ không có mưa cho nên á là mình cần phải có kem chống nắng lúc nào cũng vậy, cho dù mình đi ra ngoài 10 phút đi nữa thì mình cũng cần phải có bỏ kem chống nắng lên để giúp cho da của mình nó đừng có bị lão quá nhanh. Và thứ nhất, thứ hai á, là cái da của mình nó nhạy cảm, thì khi mà mình đi ra nắng không có kem chống nắng thì nó sẽ làm nám, nó sẽ làm nám những cái da của mình là khó trị lắm, cho nên á, mình phải có kem chống nắng và sau đó mình mới chuyển sang cái động tác là make up. Quý vị thấy là những cái bước này mình thấy là rất là nhiều sản phẩm nhưng mà Phương Quỳnh nghĩ là không tốn 20 phút đâu, cỡ 10 đến 15 phút mỗi một ngày là chúng ta có thể hoàn tất cái bước gọi là chăm sóc da rồi, thì tại sao chúng ta không bỏ 10 đến 15 phút hàng ngày để có thể chăm sóc làn da của chúng ta từ hồi nhỏ để lớn lên chúng ta không phải lo lắng về cái việc là da chúng ta đã bị lão hóa, thì lúc đó là chị là rất là khó với tốn rất là nhiều Đúng rồi. tiền đúng không Dạ Mary? đúng rồi. Phương Quỳnh cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin chào quý vị.